Ok, hello, xin chào anh em và chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại channel của mình. Tiếp tục đến với Bạo Phong. Thì ngày hôm nay mình sẽ dùng Tào Tháo để đi Bạo Phong với mọi người. Hiện tại bây giờ Tào Tháo lên được vô song rồi, nên là nó có nhiều ưu điểm cho mọi người sử dụng được. Đấy. Về Bạo Phong thì kể cả trước khi mà Tào Tháo lên được vô song thì nó vẫn là một con tướng mà đi Bạo Phong khá là ổn. Bởi vì ấy, tất cả những con tướng có cái skill thuộc dạng AOE diện rộng càng tốt thì luôn luôn có lợi thế trong việc đi bạo phong. Đấy, nhất ở trên quái trên, bạn thấy không? Quái trên này ấy, thì các bạn xử lý càng ít tướng lọt càng tốt. Đó. Con này có một nhược điểm, đó chính là cái lượng đam của nó dùng lên boss hơi khó. Thì các bạn có thể vô song, có thể EX, có thể làm đủ những kiểu giết boss nhanh nhất có thể thôi. Chứ còn đam một con này ở các cái nội tại như vô song hay EX là nó không đủ dứt điểm như một số vị tướng khác. Một phát ăn luôn khó, nên là phải mất thời gian đoạn boss cũng khá khá. Bên dưới này thì cơ bản là Tào Tháo thì các bạn dùng tụ ở dưới, cứ tụ lực thôi. Bên dưới mắc tụ. Bên trên thì chúng ta sẽ sử dụng C4. Bên trên ta thì sẽ sử dụng C4 bởi vì C4 nó quét chiêu tầm xa tốt. Đấy, quét chiêu ở phía trước tốt nên là nó sẽ rất có lợi trong việc càn quái. Đấy, cái tầm đánh của nó cũng rộng, tầm đánh của nó cũng rộng, phạm vi cũng rộng, nói chung là ổn. Cơ bản về Tào Tháo thì cái khó nhất đó chính là cái việc xử lý boss, còn giết quái của nó thì rất là ok. Đấy, Bạo Phong thì luôn luôn yêu cầu là các bạn khi mà đánh quái trên nhé, như đây là dùng C4 thì các bạn luôn luôn phải xử lý số lượng lính càng nhiều càng tốt, ít để con lọt quá nhất. Đấy, về cơ bản nó là như vậy, đấy là điều tiên quyết, để càng lọt nhiều thì càng bị hao điểm nhiều. Đó, cái lượng điểm các bạn nhận được nó sẽ không có ưu, nên các bạn sẽ phải gạt càng nhiều quái càng tốt, nên là những con có phạm vi diện rộng nó sẽ có lợi thế hơn. Đấy, và C4 của Tào Tháo là cái điều như thế. Đó, càng quái rất là nhanh, có mỗi boss là khổ thôi. Đấy, nên là các bạn chỉ cần cầm Tào Tháo thì các bạn chỉ cần lưu ý thôi. Tốt nhất là có thể lên mắc đam cho nó, nếu như các bạn dùng đi bạo phong thì lấy mắc đam, lấy mắc đam cho nó để nó diệt boss cho nó nhanh. Còn lính tráng kiểu thì đơn giản rồi, dưới tụ trên C4 thế thôi, đơn giản đúng không nào? Đó, đây là toàn bộ những cái gì mà các bạn cần thiết nhất để đi bạo phong với vị tướng Tào Tháo này. Tào Tháo chung là một vị tướng đi bạo phong tốt ở trong giai đoạn đầu game, là một vị tướng đi bạo phong cực kỳ tốt luôn á. Ok, các anh em phải xem nốt cái đoạn đi bạo phong này của Tào Tháo trên kênh của mình nhá. Wherever love flows, there is also tragedy when we're in too deep.